Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Vivian Nguyễn TV. Hôm nay mình sẽ vào bếp để share với cả nhà cái món cà xào cà tím nha cả nhà. Cà này thì mình đã mua hồi từng rồi, mình bỏ trong tủ lạnh, hình giờ nó ngả màu rồi, thấy chưa? Với lại nhưng mà mình xào đây thì mình xào với lại thịt nạc bằm với lại một miếng tàu hũ. Mình đây mình có 3 miếng tàu hũ nhưng mình xài có một miếng thôi nha. Bây giờ thôi để mình trước hết thì mình ướp thịt trước đi ha. Xíu muối thôi, phần 3 muỗng. Có 100g thịt nên mình làm ít thôi. Đủ muỗng đường, chút xíu muối. Bỏ vô đây. Cà phê nếu mình bằng nha. Đây mình cho vô miếng đồng hào cho nó thơm nha cả nhà. Đồng hào. Xíu tiêu thôi. Nhiều người không cần gọt vỏ cũng được, rửa sạch cũng được, không sao hết trơn, tùy theo mỗi người xài. Cái dao bào của Mỹ này không biết xài sao. Rồi mình bào xong rồi cái mình sắt, mình có sẵn chuẩn bị sẵn một cái thau có chút xíu muối trong đây nè cả nhà. Nhanh giờ cà sắt xong rồi nè nha cả nhà. Lấy một miếng tàu hũ ra. Tàu hũ mình mua chợ nó chiên sẵn rồi, xài miếng thôi. Mình cắt mỏng mỏng vậy nè. Thêm 2 miếng, 3 miếng tùy theo mình thích. Mình 1 miếng là mình đủ rồi. Thịt nạc cũng vậy, 100g là đủ rồi cả nhà. Xong bắt đầu mình qua mình rửa cà rồi mình chuẩn bị mình để cho nó ráo rồi mình đem qua mình xào ha. Ha cả nhà ha. Nó ráo nè cả nhà. Để mình giờ bắt đầu mình đem qua mình xào nha. Lò mình đã bắt sẵn rồi đó cho nó nóng. Trước hết thì mình cho miếng dầu vô đi. Mình cho nó sôi dầu trước. Cà này nướng cũng ngon cả nhà. Nướng mỡ hành. Dạ, nướng mỡ hành. Mùa này thì lạnh quá không có nướng được bên ngoài. Mai mốt chắc là nướng trong mua bình đi ha. Ừ. Nó thơm. Xào thịt trước nha cả nhà, xào thịt cho nó chín. Mình tới đó mình mới đổ cà ra. Mình ở đây thì dầu mỡ ít lắm. Thơm mình ạ. Đổ thịt vô nha. Thank you.
rồi cho thịt vừa chín tới là được rồi. Cái mình đổ cà vô rồi mình nêm nếm sơ lại á, rồi mình mới đậy cái nắp lại cho cà với thịt chín xong xuôi rồi mới bỏ tàu hũ vô khao hết á cả nhà. Với cái món ăn này là thanh mát mà bổ dưỡng đó nha. Đó, thịt của mình vừa chín tới nè. Chưa? Vừa chín như vậy là được rồi nè. Thơm rồi đó. Bây giờ mình bỏ cà vô nha. Nêm sơ lại nha cả nhà. Cái đây này muốn muối nha. Nó không đường nữa. Mình chọn đều lắm. Đậy nắp ra nha cả nhà. Đó, mình chờ chút xíu nữa là cà nó là nó vừa chín cà với thịt cũng đã chín rồi đó nha cả nhà. Giờ để mình bỏ tàu hũ vô nha. Để mình trộn đều lên. Cho tàu hũ nó gia vị chút xíu. Màu vàng tại vì nãy mình nêm dầu hào đó cả nhà. Mình để trên bếp như vậy nè, khoảng 2 phút nữa là nó chín rồi đó. Rồi mình cho tàu hũ nó thấm gia vị thôi là mình vớt ra được rồi nha cả nhà. Rồi đây mình chuẩn bị nước tương rồi đã. Rồi bây giờ đã hoàn thành rồi nha cả nhà. Bỏ hành ngòi vô nè, tắt lửa luôn. Mình cho miếng tiêu vô, thơm quá luôn đi. Mình múc ra nha cả nhà. Cái món này thì cà nó phải chín cho tới nó rụt ăn mới ngon nha. Để mình múc. Cái món này thì có người người ta ăn với nước mắm, có người ăn với nước tương. Nhưng mình thì thích ăn với nước tương hơn. Tại vì nước mắm thì nó sẽ làm cho cà mình có vị chua nha cả nhà. Sẵn đi cả nhà ơi. Mình có hai trái đá thôi.
Rồi bây giờ cái món mình đã sẵn chuẩn bị sẵn chén cơm luôn. Rồi bây giờ cái món cà xào với lại thịt với lại tàu hũ của mình đã hoàn thành rồi đấy nha cả nhà. Cuối cùng mình chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Mong cả nhà hãy vào video clip của Viva Anh Nguyễn TV để cùng like, cùng share và cùng chia sẻ với mọi người. Nhớ đăng ký giúp mình nha cả nhà. Chân thành cảm ơn nhiều, thân ái và chào tạm biệt.